xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Ngọc Tiên. Cô dặn cái chiếu mà cô cúng á là mấy anh em đừng có quay đứng ở chút quay ha, đứng ngang đây quay được. Hai bên thì được. Dạ. Dạ. Khi nào cô cúng xong rồi cô chi nhang cho rồi quay. Dạ. Đây là cô ở đâu cô? Cô ở quận 5. Dạ. Đây mình rất là nhiều quà. Dạ. Cô cúng lên cho cô. Cô ở quận 5 cô chú anh chị. Cảm ơn. Cái này là cô có gọi nãy cô có gọi điện xuống anh với tiền nhận lại trên nhiều cô tự lên xe mới vừa đậu tới rồi anh vô chút nữa hỏi thăm cô ở đâu ha. Quận năm cũng gần giờ lắm ta. Ôi đem quá trời quần áo luôn. Sau này sẽ khổ lắm, tức không tốt lắm. Cái cuộc sống của mình á, tại khi đó thì nhan nổi lên là nó như là người ta bảo, nhưng mà mình không để cho người ta vào cái vòng này không thể. Bây giờ con không thấy cậu Năm, nhưng khi đó cậu Năm, bây giờ ở đây này cậu Năm thấy tụi con hết, thấy hết, con không thấy rồi. Không ai thấy hết. Không cho thấy được. Nhưng mà cậu Năm thấy. Ví dụ có những buổi chiều là nếu là bản thân con không được về nhưng con của con sẽ được về. Tức là con không được gì đâu, nhưng sau đó con của mình vợ sẽ có những cái may mắn nào đặc biệt, tại vì nó là vô hình. Nhưng mà rất năm
thì cũng rất là linh. Nói là ở đây mai mốt ta sẽ được tiếp tục, ví dụ mà ta lại nhiều sức không đó. Tại vì cũng năm chết chỉ có hơn 7 tháng thôi, chưa không phải không. Dạ. Tức là ngay bây giờ thí dụ phần mình cầu năm mình chỉ cầu về đất Phật, không về đất Phật, cầu về đất Phật, cầu đất đã hết rồi, về đất Phật, thế thôi, hiểu không? Chỉ cầu vậy đó. Bây giờ con bòn của con bòn bản thân của con không được gì đâu, nhưng mà con của con nó sẽ được gì? Cảm ơn hình ở đây rất là thiên nha. Cảm ơn lời góp ý của cô nha con. Dạ. Cô góp ý để mai mốt ví dụ là cúng né chỗ ta cúng mình né bình thường đó. Né phía trước đây nè. Dạ, đừng phía trước. Đừng đi vòng vòng quay không nên đâu, tại lúc đó bây giờ muốn tặng năm muốn vô để hưởng những cái thủ tục đang đâu. Tụi con dí vòng 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 quay vòng vòng thành sao vô. Dạ. Giống như người sống mình. Hai bên đi được. Cũng như là dành một phút tĩnh lặng hay con. Phải rồi. Dạ. Tĩnh lặng. Khi đó mà đã im lặng, không được mở khẩu, không được cúng không nên cúng. Lúc đang cúng hay con? Phải là lúc đang cúng. Khi cúng xong rồi đó, thì mình nhang tàn hơn nữa tay. Con phải sống là bây giờ quyết định. Cho con sinh xuống để quý con được hưởng cái lộc của cô lên lộc nữa, thấy không? Em ngâm hạnh phúc rồi bạn, nếu mà ai thì cái đó là dựa đừng tin nha. Con yếu con díu quá, đừng mạnh mẽ lên, thanh niên mà, thấy không? Bây giờ người ta ở ngáp ngáp nói rồi, có thả ta là vũ linh linh không thải tầm ấy, vũ linh đâu có nhặt tầm ấy. Hôm nay cô cúng chay hả cô? Cúng chay. À, cúng chay nha. Thì cô dặn là chúng tôi cúng thì mình cũng lá bình hồng thôi. Cho lại cho anh em cho bây giờ là chuẩn bị cúng cô chú anh chị. Cô mua một mâm chay cùng với nước. Đó, rồi quần áo rồi cô chú anh chị, giấy tiền rồi. Mình xin một phút yên lặng cho cô giáo. Dạ. Cúng hết luôn hả con? Dạ, cúng hết luôn. Tại vì mời nó hết ở đây luôn, chứ không phải mình cộng năm thắng thôi. Khi nào mai mốt người ta cúng con cũng làm vậy. Dạ. Giống như mình cũng nói xong chưa? Dạ. Giữ phút im lặng cho cô gái nha. Dạ, để im lặng cho cô. Ngài ông lại thương bài những cơ lời của ngài.
tên của chú rồi mới nhận được. Giống như là mình gửi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cúng người mở ra. Ủa chú Thành chú nào chú? Chú nãy giờ lâu rồi. Dạ. Để từ Sài Gòn về đây luôn. Chú đi đâu? Đi làm chân chiến thủ thoát tới dưới Sài Gòn. Dạ. Làm cho con của Tài Linh đó. Ở vườn chuối á. Ghê vậy? Ở chợ vườn chuối dưới á. Dạ. Đem thuốc lên để lên bàn của chú ha. Cũng năm ở
Mình bị đổ mồ hôi. Mình bị bỏ nổ hôi. Sức hàng mồ hôi. Cô chụp hình, cô chú anh. Ở đây không ai tổ trưởng hết rồi. Để vậy thì bây giờ con tâm con có thành như vậy, con thành tâm như vậy, vậy con làm cái này cho cô đi, làm cho con như lúc nãy cô chỉ rồi đó, hiểu không? Giờ để cô xin lại. Mà vết dạ mới có ý nghĩa gì không mà cô ha? Cái này không có nói được, thiên cơ bất khả. Dạ. Dạ. Thấy con làm là được rồi, hỏi làm gì? Dạ. Lại vậy con hỏi con đâu có làm được đâu. Dạ. Thank you.